Sáng nay, Bộ Chỉ huy Quân sự thành phố đã điều động gần 100 cán bộ chiến sĩ Trung đoàn 971, Ban Chỉ huy Quân sự huyện Hòa Vang và dân quân thường trực của xã Hòa Dân giúp nhân dân khắc phục các tuyến đường hư hỏng sau cơn bão số 6, phục vụ nhu cầu đi lại của bà con. Do ảnh hưởng của cơn bão số 6 trong nhiều ngày qua trên địa bàn Đà Nẵng, mưa lớn đã gây ngập lụt và ngập cục bộ nhiều nơi ở một số quận huyện. Mưa lớn đã gây ngập úng gần 100 hectare rau màu tại Hòa Vang, Ngũ Hành Sơn, Cẩm Lệ, Liên Chiểu. Nhiều nhà dân bị ngập sâu trong nước, các tuyến đường ven sông bị sạt lở, bùn đất vùi lấp, cây đổ làm ảnh hưởng đến việc đi lại, sinh hoạt của bà con nhân dân, nhất là các tuyến đường ven sông Tuy Loan, sông Thu Bồn chạy qua địa bàn xã Hòa Tiến, Hòa Dân, Hòa Khương. Lực lượng vũ trang thành phố Đà Nẵng tiến hành giúp dân nạo vét bùn đất, cắt tỉa, cây đổ ngã dọc 2 km theo tuyến đường ven sông Tuy Loan thuộc thôn Phú Hòa 1, xã Hòa Dân, huyện Hòa Vang.